Molly xin được kính chào toàn thể quý vị đang đến với bản tin thế giới 24 giờ phát sóng ngày 12 tháng 7 trên kênh The Saigon Post. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Máy bay không người lái trinh sát tí hon Black Hornet của Na Uy đã trở nên phổ biến rộng rãi và đang phục vụ cho nhiều đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ và Anh. Na Uy sẽ trao cho Ukraine 1.000 máy bay không người lái Black Hornet khác để do thám, đã được chứng minh thành công trên chiến trường. Điều này đã được báo cáo bởi Bộ Quốc phòng Na Uy vào ngày 12 tháng 7. Sự thật châu Âu cho biết, các máy bay không người lái được bàn giao theo yêu cầu của phía Ukraine. Ukraine rất hài lòng với hiệu suất của các máy bay không người lái trinh sát trước đây thuộc loại này, được phát triển với sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang Na Uy và Viện Nghiên cứu Quốc phòng. Chúng tôi hiện đang bàn giao 1.000 bộ mới cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy công bố, Black Hornet Yakulti Teledin Flyer phát triển ở Na Uy đã trở nên phổ biến rộng rãi và được nhiều đồng minh sử dụng, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh. Chỉ nặng 32 gram, những chiếc máy bay không người lái tí hòn này rất dễ điều khiển, rất phù hợp để trinh sát và phát hiện mục tiêu, đồng thời thuận tiện vì khó bị phát hiện. Những máy bay không người lái này đặc biệt phù hợp để chiến đấu trong môi trường đô thị. Trước đó đã có thông báo rằng chính phủ Na Uy sẽ tăng quy mô quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2023, thêm gần 240 triệu USD. Na Uy sẽ chuyển giao 8 khẩu súng phòng không M270 và ba radar dẫn đường cho pháo binh cho Ukraine. Hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 Trium của Nga một lần nữa trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine có vẻ như họ đã tiêu diệt được hai thành phần của bệ phóng phòng không Nga với sự trợ giúp của HIMARS, theo các bức ảnh được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội. Trang theo dõi vũ khí quân sự Ukraine, Weapon Tracker cho biết trên Twitter rằng hậu quả của các cuộc tấn công là hệ thống radar 5B85SM2 và 92N6A của Nga từ hệ thống hỏa tiễn phòng không tầm xa S-400 đã bị phá hủy. Ngoài ra, một chiếc xe tải Cam AZ và cái chết của một số nhân viên cũng được báo cáo. Theo các nhà điều hành hệ thống của Nga, nguồn chính của bức ảnh, hỏa lực chính xác của Hamas đã thực hiện cuộc tấn công. Theo công bố của Nga, 92N6A là đài radar mạng pha quét điện tử chủ động 3 chiều đa chức năng. Nó có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu và theo dõi chính xác tới 6 mục tiêu ở khoảng cách tới 400 km và độ cao tới 30 km. Hệ thống radar này được gắn với hoạt động của toàn bộ khẩu đội, bao gồm từ 3 đến 6 bệ phóng. Việc phá hủy hệ thống radar là một tình tiết quan trọng vì mất nó toàn bộ khẩu đội coi như bị chọc mù mắt. Ngoài ra, do cuộc tấn công hệ thống phóng trên khung gầm xe tải cũng đã bị phá hủy. Đây không phải là thất bại đầu tiên của S-400 Sam. Vào cuối tháng 5, Military báo cáo về việc phá hủy, sở chỉ huy và bệ phóng từ một hệ thống tương tự ở vùng Kherson. Lúc đó, hệ thống phòng không đang nhận nhiệm vụ che chắn cho một cơ sở quan trọng của quân xâm lược. Nó bị trúng hỏa tiễn dẫn đường từ hệ thống HIMARS. Ukraine cho biết rằng Nga triển khai 15 máy bay không người lái tự sát tập kích thủ đô Kiev và nhiều địa phương khác vào thời điểm NATO đang họp thượng đỉnh. Lực lượng Nga triển khai 15 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed để tấn công Ukraine từ hướng bắc vào rạng sáng nay. 11 phi cơ đã bị phá hủy trong khu vực do Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm và miền Đông phụ trách, Không quân Ukraine ra thông cáo cho biết coi báo động phòng không được kích hoạt tại thủ đô kiev và nhiều tỉnh lân cận suốt nhiều giờ sohi popko lãnh đạo cơ quan quân sự kiev xác nhận thủ đô ukraine bị tấn công nhưng không công bố có thiệt hại về người và hạ tầng hay không igor tabures lãnh đạo cơ quan dân sự tỉnh Cherkasy ở đông bắc kiev nói rằng hai người đã bị thương do đám cháy bùng phát tại một cơ sở hạ tầng không phải khu dân cư tại địa phương này chúng tôi vừa trải qua đêm khó khăn ông nói đây là đợt không kích thứ hai liên tiếp nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận trong những ngày qua, diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các lãnh đạo NATO tại Latvia. Trong đòn không kích rạng sáng 11 tháng 7, không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn 26 trong tổng số 28 UAV tự sát được Nga triển khai. Giới chức Ukraine đang hối thúc NATO đưa ra lời mời nước này gia nhập liên minh trong hội nghị thượng đỉnh. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba khẳng định Kyiv hiểu rằng họ chưa thể vào NATO khi chiến sự chưa kết thúc, nhưng lời mời gia nhập sẽ là thông điệp mang tính biểu tượng. Nga chỉ trích NATO cùng cường quốc hàng đầu thuộc Liên minh là Mỹ vì ủng hộ và viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 7 cảnh báo, Nga coi NATO kết nạp Ukraine là mối nguy hiểm tuyệt đối và mối đe dọa với đất nước chúng tôi, khẳng định Moscow sẽ đưa ra phản ứng rõ ràng và kiên quyết. Các quan chức, chuyên gia phương Tây và Ukraine nhận định Nga nhiều lần tập kích nhằm ngăn chiến dịch phản công của đối phương. Hoạt động này khiến Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn triển khai các tổ hợp phòng không bảo vệ đô thị quan trọng hay đơn vị trên tiền tuyến. Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan hôm thứ Ba cho biết, Washington sẽ xúc tiến chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham vấn của Quốc hội một ngày sau khi Ankara bật đèn xanh cho Thụy Điển gia nhập NATO. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 11 tháng 7 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham vấn của Quốc hội. Thông báo của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý chuyển đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển cho Quốc hội nước này phê chuẩn. Thổ Nhĩ Kỳ, trở ngại lớn nhất ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO vào năm 2021, đã đề nghị Mỹ thông qua thương vụ 20 tỷ USD bán máy bay F-16 và 80 gói nâng cấp cho các tiêm kích có sẵn của Ankara. Ông Sullivan khẳng định, ông Biden đã nói rõ rằng ông ấy ủng hộ thương vụ bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez cho biết ông đang đàm phán với chính quyền Biden và ông có thể đưa ra quyết định trong tuần tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên Quốc hội Mỹ trong những tuần gần đây. Thương vụ này cần có sự thông qua từ Quốc hội Mỹ. Trong các cuộc trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Blinken nhiều lần thúc giục Ankara nhanh chóng kết nạp Thụy Điển vào NATO. Theo Reuters, một số nhà ngoại giao và chuyên gia tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã sử dụng việc kết nạp Thụy Điển vào NATO như lá bài để đàm phán và gây sức ép lên Mỹ liên quan tới thương vụ F-16 và Ankara đã thành công. Hồi tháng 5, Tổng thống Biden cho biết đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt Thụy Điển làm thành viên NATO trước. Sau đó, hai nước sẽ thảo luận về việc Ankara muốn mua tiêm kích F-16 của Washington. Tôi đã trao đổi với ông Erdogan. Tôi đã chúc mừng ông ấy. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn hợp tác với Mỹ liên quan tới thường vụ tiêm kích F-16. Tôi nói rằng chúng tôi muốn việc của Thụy Điển gia nhập NATO được hoàn thành. Vì vậy, hãy làm xong nó. Sau đó, chúng tôi sẽ bàn tới các việc khác, ông Biden nói. Jan Majak, 46 tuổi, người Slovakia. Ông là người ngưỡng mộ đối với nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Marzak là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản chơi đàn cello, piano viết opera giao hưởng và các tác phẩm thính phòng ông ta đã làm việc với tư cách là nhạc trưởng và người chỉ huy dàn nhạc hợp xướng trong nhà hát koshe ông còn sáng tác một bản nhạc có tựa đề người lãnh đạo vĩ đại nhân dân nga để tặng cho người mình ngưỡng mộ là putin và quyết định đem theo để trao tận tay putin ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Majak đã tin chắc rằng người Nga đã bị Hoa Kỳ và phương Tây khiêu khích và do đó đã tấn công Ukraine. Ông tin rằng người Nga chỉ muốn phá hủy những gì mà Mỹ và phương Tây đang xây dựng các căn cứ quân sự ở Ukraine, làm bàn đạp tấn công nước Nga, trong đó có các vũ khí hạt nhân. Tháng 5 năm 2023, Majak đã bơi qua sông Nava để đi từ Estonia đến Nga, nơi mà anh ngưỡng mộ, nhưng anh ta ngay lập tức bị cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB giam giữ tại đó và phải đối mặt với án tù 6 năm vì tội vượt biên trái phép. Cuối cùng, nhờ Bộ Ngoại giao Slovakia can thiệp, Marat bị tạm giam 2 tháng để điều tra và tòa án Nga đã phạt Slovakia khoảng 200 euro và trục xuất khỏi Nga ngay lập tức. Sau khi ra khỏi tù và được trả lại đồ đạc, Marat đã lục tìm bản nhạc đã sáng tác cho Putin và ném vào thùng rác trước mặt các luật sư bào chữa cùng cảnh sát Nga khi rời khỏi nga trả lời phỏng vấn báo chí mazak đã kể những ngày tháng kinh hoàng trong nhà tù nga bị đối xử như những con vật và ngay cả những thứ tối thiểu như giấy vệ sinh cũng không có mazak cho rằng trước đây mình đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của truyền thông nga và ủng hộ nga hết mình nay anh sẽ cầu nguyện cho ukraine và kể cho mọi người biết sự thật về nước nga Bắc Kinh đáp trả cáo buộc của NATO nhằm vào Trung Quốc, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào của liên minh quân sự này nhằm mở rộng hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố chung với ngôn từ mạnh mẽ được đưa ra giữa hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Litva hôm 11 tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cáo buộc Trung Quốc đã thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của liên minh này bằng các tham vọng và chính sách ép buộc. Trung Quốc sử dụng một loạt công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng hiện diện trên toàn cầu và phô diễn sức mạnh, trong khi họ không làm rõ về chiến lược, ý định và việc xây dựng quân đội của mình. Lãnh đạo các nước thành viên NATO cho biết trong tuyên bố chung. Tuyên bố nêu thêm các hoạt động trên không gian mạng và các hoạt động phối hợp độc hại cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của Trung Quốc nhằm vào NATO gây tổn hại cho an ninh của Liên minh. Trung Quốc đã đáp trả ngày cáo buộc của NATO, phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu nói rằng, nội dung liên quan Bắc Kinh trong tuyên bố chung của NATO đã coi thường các sự thật cơ bản, bóp méo lập trường và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ điều này, phái đoàn Trung Quốc phản ứng, phái đoàn Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng phản đối NATO đồng tiến vào khu vực châu Á Thái Bình Dương và cảnh báo đáp trả bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho các quyền lợi hợp pháp của trung quốc sẽ bị đáp trả kiên quyết phái đoàn trung quốc nhấn mạnh phát biểu trước báo giới tại hội nghị thượng đỉnh nato tổng thư ký nato jens stoltenberg nói rằng mặc dù trung quốc không phải là kẻ thù của nato nhưng bắc kinh đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bằng các hành vi ép buộc của mình Ông nói, Trung Quốc đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, từ chối lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, đe dọa Đài Loan và tiến hành xây dựng quân đội đáng kể. Hồi tháng 5, đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Koji Tomita tiết lộ Liên minh quân sự NATO lên kế hoạch lập văn phòng đại diện ở Tokyo, cơ sở đầu tiên của liên minh này ở châu Á, nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực. Phái đoàn Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối sự di chuyển về phía đông của NATO vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa các quyền của Bắc Kinh sẽ bị đáp trả kiên quyết. Đài Loan tố 34 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không trong một ngày. Đài Loan nói Trung Quốc lại tập trận quy mô lớn gần hòn đảo này với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến. Trong thông báo ngày 12 tháng 7, Đài Loan nói Trung Quốc tập trận từ ngày 11 tháng 7 và chỉ trong 24 giờ qua đã có 34 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không ADIZ mà Đài Loan tuyên bố. Số máy bay này gồm nhiều chủng loại, trong đó có chiến đấu cơ, trực thăng và máy bay cảnh báo sớm. Theo một bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan cung cấp, nhóm máy bay có 4 chiếc H-6 bay vào khu vực phía nam Đài Loan trước lúc quay về Đại lục. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 7, phía Đài Loan cũng nói máy bay Trung Quốc tập trận phối hợp với tàu ở phía nam Đài Loan và có 4 tàu chiến tham gia tuần tra. Taiwan News dẫn thông báo từ cơ quan phòng vệ nói vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, có 11 chiếc máy bay và 4 tàu Trung Quốc bị phát hiện đi gần Đài Loan tính từ 6 giờ sáng ngày 10 tháng 7 tới 6 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Vào 6 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 7, thông tin cập nhật cho thấy kể từ sáng cùng ngày, tổng cộng 34 chiếc máy bay và 4 tàu Trung Quốc bị phát hiện. Các máy bay được nhận diện gồm có J10, J16, Su30, H6 và Y8. Trung Quốc từng tuyên bố sẽ thu phục Đài Loan kể cả khi phải dùng vũ lực. Đài Loan thường xuyên tố Trung Quốc đưa máy bay vào ADIZ mà Đài Bắc tuyên bố, cũng như vượt đường ranh giới trên biển giữa đại lục và hòn đảo này. Hôm 8 tháng 7, Đài Loan cũng tố Trung Quốc đưa 13 máy bay và 6 tàu chiến tới khu vực xung quanh Đài Loan trong 24 giờ. Sự kiện trên diễn ra trong lúc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang thăm Bắc Kinh. Hồi tháng 1, Đài Loan cũng cho biết Trung Quốc đã điều 39 máy bay quân sự vào ADIZ của lãnh thổ này. Đó là số máy bay quân sự lớn nhất mà đại lục triển khai áp sát Đài Loan kể từ đầu năm 2022. Mạo hiểm mất tất cả, hàng chục người Trung Quốc đã thực hiện cuộc hành trình dài và nguy hiểm qua Mỹ Latin để đến biên giới Mỹ-Mexico. Các nhà bình luận cho rằng, điều này cho thấy Trung Quốc mộng mà đảng Cộng sản Trung Quốc vô trương là một cơn ác mộng. Đây là bỏ phiếu bằng chân đặc sắc kiểu Trung Quốc và ngày càng có nhiều người Trung Quốc theo đuổi giấc mơ Mỹ. Reuters đưa tin, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 6.500 công dân Trung Quốc tại biên giới Mỹ-Mexico, tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Đối với công dân Trung Quốc chạy trốn khỏi nước này, việc đi qua Mỹ Latin để cuối cùng đến Mỹ là một hành trình dài, tốn kém và nguy hiểm công dân Trung Quốc thường bay đến Ecuador, một trong số ít quốc gia Nam Mỹ mà người Trung Quốc có thể nhập cảnh miễn thị thực và bắt đầu hành trình dài hơn 3.700 km từ đó. Theo Wall Street Journal, xuất phát từ Ecuador đến biên giới Mỹ-Mexico, những người Trung Quốc giàu có thường trả khoảng 60.000 USD trở lên cho con đường buôn lậu trực tiếp hơn hoặc an toàn hơn chẳng hạn như bay đến Mexico và sau đó thông qua những kẻ đầu nậu để hối lộ các quan chức hải quan cho phép người Trung Quốc nhập cảnh bằng giấy thông hành giả. Và đối với những công dân Trung Quốc có khả năng tài chính kém hơn, họ thường trả từ 7.000 đến 10.000 đô la để những kẻ buôn lậu đưa họ đến biên giới Mỹ-Mexico thông qua một con đường gián tiếp và đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Trung Quốc mộng đã trở thành cơn ác mộng. Người Trung Quốc buộc phải mạo hiểm vượt biên. Tác giả Helen Raleigh, đã có bài viết trên Fox News vào ngày 10 tháng 7 nói rằng những công dân Trung Quốc này bắt đầu cuộc hành trình dài và nguy hiểm đến Mỹ là vì có những lý do kinh tế và chính trị sâu xa. Bà cho biết, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, ông đã hứa với đất nước 1,4 tỷ dân về giấc mơ Trung Hoa, thực hiện thịnh vượng và phục hưng dân tộc. Tuy nhiên, người Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra rằng giấc mơ Trung Hoa này là một cơn ác mộng. Bà Helen Riley bình luận rằng hầu hết người Trung Quốc chấp nhận mất tự do chính trị để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế. Nhưng dưới thời ông Tập Cận Bình, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể. Một số công ty công nghệ và giới tinh hoa kinh doanh đã bị đàn áp và thị trường bất động sản đang đối mặt với sự sụp đổ. Trung Quốc cũng gia tăng đàn áp tôn giáo và giám sát sang hoạt để quản lý người dân. Bà Helen Raleigh nói rằng yếu tố cuối cùng áp đảo người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ Trung Quốc, là chính sách Zero Covid tàn bạo của ông Tập Cận Bình trong 3 năm qua đã phá hủy nền kinh tế Trung Quốc và mang đến cho người dân Trung Quốc nỗi đau khôn tả. Bà Helen Raleigh phân tích rằng sự gia tăng số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc đã mang đến cho Mỹ cơ hội địa chính trị. Trong chiến tranh lạnh, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã sử dụng chính sách nhập cư của Mỹ để đối xử đặc biệt với những người nhập cư như Cuba, những người này đã có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế chính trị mỹ và nếu chính phủ mỹ cũng áp dụng chính sách này để hỗ trợ người nhập cư trung quốc thì sẽ là điều phù hợp với lợi ích của mỹ bà nói nếu mỹ mở rộng nhập cư hợp pháp để giúp nhiều người mạo hiểm mọi thứ rời khỏi trung quốc để đến mỹ thì đất nước chúng ta sẽ có thêm nhiều công dân yêu nước và làm việc hiệu quả hơn cũng như một chiến thắng địa chính trị lớn không có gì khiến chính quyền trung quốc xấu hổ hơn là hình ảnh những người mỹ gốc hòa vẫy cờ mỹ và cam kết bảo vệ hiến pháp mỹ hình ảnh tương tự cũng sẽ gửi đến những người cánh tả mỹ một lời phản bác mạnh mẽ giấc mơ mỹ vẫn tồn tại và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người yêu tự do bà nói Bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Molly kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.